Biết là bà Huệ làm ăn phi pháp, bị bắt là chuyện trước sau rồi. Nhưng mà Huệ đau lòng lắm, Huệ rất thương ba. Huệ thử nhờ bạn bè của ba Huệ coi có giúp được gì không. Bạn làm ăn của ba Huệ trước giờ chỉ có anh Hải là quan hệ rộng thôi. Ảnh thường đứng ra giúp đỡ ba giải quyết những rắc rối. Nhưng mà bây giờ thì... Vậy thì Huệ năn nỉ thử đi, có khi anh ta nể tình ba Huệ. Còn người đó thì làm gì có tình cảm mà nghĩ tới chứ. Với lại bà Huệ cũng đã căn dặn rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng có nghe lời người ta mà chạy cho khắp nơi. Ba nói là ba sẽ thành khẩn, chắc chắn là sẽ sớm trở về nhà thôi. Bây giờ Huệ chỉ biết cầu nguyện cho má Huệ phù hộ cho ba thôi. Ủa, mà hình như Nghĩa cũng có chuyện buồn hả? Ừ, mà không có chuyện gì đâu, chỉ là ba Nghĩa không có được khỏe thôi. Bác bị bệnh thiệt hả? Nghĩa cũng không biết nữa. Tự nhiên Nghĩa có linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra với gia đình của Nghĩa. Nghĩa làm Huệ lo quá à. Bác bị bệnh sao không đưa đi bệnh viện, để nhà chi rồi giờ lo. Bệnh của ba Nghĩa chỉ là cảm xoàng thôi à, vài bữa sẽ khỏi. Nhưng điều mà Nghĩa lo là... Nghĩa lo điều gì? Nghĩa không kể với Huệ được sao? Nghĩa chỉ sợ rồi Huệ sẽ chê cười gia đình Nghĩa. Tụi mình là bạn bè mà, chính vì là bạn bè cho nên Huệ đâu có giấu Nghĩa chuyện xấu của gia đình. Làm sao mà Huệ có thể chê cười gia đình Nghĩa được chứ? Nghĩa... Điều mà Nghĩa lo là... Là gì? Ba Nghĩa có người đàn bà khác. Hả?